Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 2: Về thăm quê. Đọc: Về thăm quê. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 13. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. sẽ khởi động qua việc hỏi đáp những việc em đã làm cùng người thân trong kỳ nghỉ hè. Các em ạ, à, kỳ nghỉ hè là lúc chúng ta được nghỉ ngơi sau những ngày học tập vất vả của một năm học và trong kỳ nghỉ hè chúng mình đã làm được rất nhiều việc cùng với người thân. Vậy các em hãy thực hành hỏi đáp với người thân và bạn bè của mình những việc em đã làm cùng người thân trong kỳ nghỉ hè nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình, chúng mình cùng thực hành hỏi đáp nào. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Trong kỳ nghỉ hè, mỗi bạn đều có những việc làm cùng với người thân khác nhau và đầy ý nghĩa. Như chúng ta có thể đọc xe, đọc sách, bơi lội, đi du lịch hoặc về quê ngoại hoặc chúng ta có thể được đi siêu thị, đi nhà bóng, đi bixi rất nhiều. Và những việc chúng ta có thể làm cùng với người thân đó là niềm vui, niềm hạnh phúc mà các em được đón nhận trong kỳ nghỉ hè. Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và nhớ mãi những kỷ niệm đó theo chúng ta trong các năm tiếp theo đấy. Bạn nhỏ trong bài thơ về thăm quê đã kể cho chúng ta nghe về chuyến thăm quê của mình đó là bạn được về nhà bà ngoại chơi các em quan sát thấy trong bức tranh đó là hình ảnh bà và cháu bạn nhỏ được về thăm quê vào kỳ nghỉ hè chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài về thăm quê để xem quê bạn nhỏ của bà có gì thú vị nhé chúng ta cùng nhau luyện đọc bài về thăm quê các em nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô về thăm quê nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ mảnh vườn quê bé nhỏ bao nhiêu là thứ cây Bà mỗi năm mỗi gầy. Chắc bà luôn vất vả. Vườn bà có nhiều quả. Chẳng mấy lúc bà ăn. Bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái. Em mồ hôi nhễ nhại. Bà theo quạt liền tay. Từ tay bà gió đến thơm bao hương quả vườn thoáng nghe bà kể chuyện gió thơm say chập chờn bài thơ này của tác giả xuân hoài vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài về thăm quê bài thơ thể hiện tình yêu quê hương của bạn nhỏ bạn nhỏ đã được về thăm quê của bà và ở quê có rất nhiều điều thú vị làm bạn thích thú đấy. Để chúng ta luyện đọc tốt được bài này, cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong bài. Các em đọc cho cô từ sau. Ngõ. Ngõ. Mời các em đọc lại nào. tiếng ngõ khi đọc các em lưu ý là thanh ngã một số bạn hay đọc nhầm với thanh sắc đấy từ tiếp theo đó là từ mỗi năm khi đọc từ này các em lưu ý tiếng năm chúng ta phát âm là n mỗi năm mời các em đọc lại nào tiếp theo luôn vất vả các em lưu ý tiếng luôn chúng ta phát âm là L Luôn vất vả Mời các em đọc lại nhé Tiếp theo chúng ta đọc từ sau Chẳng mấy lúc Khi đọc tiếng lúc các em phát âm là L Chẳng mấy lúc Mời các em đọc lại nào từ tiếp theo nhễ nhại khi đọc chúng ta lưu ý tiếng nhễ chúng ta phát âm thanh ngã nhễ nhại mời các em đọc lại nào từ tiếp theo quạt liền tay khi đọc đến tiếng liền chúng ta phát âm là l quạt liền tay Mời các em đọc lại nhé. Từ cuối cùng đó là từ chập chờn. Khi đọc cả hai tiếng chúng ta phát âm là chờ. Chập chờn. Mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại các tiếng từ đó nhé. mời các em quay trở lại màn hình bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện cách ngắt nhịp thơ ở khổ thơ thứ nhất chúng ta ngắt hơi ở sau chữ hè sau mỗi dòng thơ ngắt hơi ở sau chữ em và cuối dòng thơ chúng ta cũng ngắt hơi cuối khổ thơ có dấu chấm chúng ta sẽ nghỉ hơi và ngắt hơi chúng ta sẽ thể hiện bằng một vạch nghỉ hơi là thể hiện bằng hai vạch bây giờ các em nghe cô giáo đọc ngắt nhịp mẫu khổ thơ thứ nhất nhé nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc ngắt nghỉ nhịp thơ khổ thơ thứ nhất nhé mời các em quay trở lại màn hình Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài và chia khổ thơ giúp cô nhé. Mời các em bấm dừng hình. Chúng mình cùng nhau chia khổ thơ như sau. Bài đọc này chúng mình được chia làm 4 khổ thơ. Khổ thơ thứ nhất gồm có 4 dòng thơ đầu. Khổ thơ thứ hai là 4 dòng thơ tiếp theo. Khổ thơ thứ ba là 4 dòng thơ tiếp theo. Khổ thơ thứ tư gồm có 6 dòng thơ cuối cùng. Như vậy bài thơ này gồm có 4 khổ thơ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một nhé. Ở khổ thơ thứ nhất, chúng ta đọc cả tên đầu bài. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Về thăm quê, nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê. Bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ. Ở khổ thơ thứ nhất này các em cần ngắt nghỉ hơi cho đúng nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc khổ thơ thứ nhất nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc khổ thơ thứ hai. Nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Mảnh vườn quê bé nhỏ bao nhiêu là thứ cây mà bà mỗi năm mỗi gầy chắc bà luôn vất vả. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại khổ thơ thứ hai nhé. Chúng ta luyện đọc tiếp khổ thơ thứ ba nào. Vườn bà có nhiều quả chẳng mấy lúc bà ăn bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại khổ thơ thứ ba nhé tiếp tục chúng mình luyện đọc khổ thơ thứ tư nào em mồ hôi nhễ nhại bà theo quạt liền tay từ tay bà gió đến thơm bao hương quả vườn thoáng nghe bà kể chuyện gió thơm say chập chờn cô mời các em bấm xưng hình để chúng mình luyện đọc khổ thơ thứ tư nhé mời các em quay trở lại màn hình như vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ trong bài thơ về thăm quê bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại like toàn bài nhé các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô về thăm quê nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ mảnh vườn quê bé nhỏ bao nhiêu là thứ cây bà mỗi năm mỗi gầy. Chắc bà luôn vất vả. Vườn bà có nhiều quả. Chẳng mấy lúc bà ăn. Bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái. Em mồ hôi nhễ nhại. Bà theo quạt liền tay. Từ tay bà gió đến thơm bao hương quả vườn thoáng nghe bà kể chuyện gió thơm say chập chờn xuân hoài vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc toàn bài bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại toàn bài thơ nhé mời các em quay trở lại màn hình để chúng mình hiểu kỹ hơn về nội dung của bài thơ, cô và các em sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi về nội dung của bài đọc nhé. Câu hỏi 1: Bạn nhỏ thích nhất điều gì khi nghỉ hè? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thầm lại khổ thơ thứ nhất để chúng mình trả lời câu hỏi số 1 nhé. các em nghe cô đọc khổ thơ thứ nhất như sau nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ vậy bạn nhỏ thích nhất điều gì khi nghỉ hè mời các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi đáp án của cô như sau bạn nhỏ thích nhất là được về thăm quê Vì ở quê có rất nhiều cây cối, hoa quả Và đặc biệt là ở đó có bà của bạn nhỏ đấy Câu hỏi số 2 Những câu thơ sau giúp em hiểu điều gì về bạn nhỏ Câu thơ thứ nhất Bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ Câu thơ thứ hai Bà mỗi năm mỗi gầy chắc bà luôn vất vả các em hãy suy nghĩ xem những câu thơ này giúp em hiểu điều gì về bạn nhỏ trong bài thơ mời các em bấm dừng hình suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé mời các em quay trở lại màn hình các em à câu thơ thứ nhất bài em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ, hai câu thơ đầu này, bạn nhỏ cảm nhận được niềm vui của bà khi được gặp con cháu. Hai câu thơ, bà mỗi năm mỗi gầy, chắc bà luôn vất vả. Hai câu sau, bạn nhỏ quan tâm tới sức khỏe của bà, nhận ra bà yếu hơn, biết bà vất vả nhiều. Qua những câu thơ này, chúng ta thấy bạn nhỏ rất yêu bà của mình đấy câu hỏi số 3 kể những việc làm nói lên tình yêu thương của bà dành cho con cháu cô mời các em hãy luyện đọc lại toàn bài để chúng mình tìm những việc mà bạn à, nói lên tình yêu thương của bà dành cho con cháu nhé chúng ta cùng nhau chia sẻ nào vườn bà có nhiều quả chẳng mấy lúc bà ăn bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái ở những câu thơ này thể hiện bà luôn nghĩ đến con cháu muốn dành hết cho con cho cháu em mồ hôi nhễ nhại bà luôn quạt liền tay những câu thơ này thể hiện bà yêu thương cháu chăm sóc từng ly từng tí tiếp theo câu thơ thoáng nghe bà kể chuyện gió thơm say chập chờn ở câu thơ này bà kể chuyện cho cháu nghe điều mà các cháu nhỏ thích như vậy những việc mà đã nói nên tình yêu thương của bà dành cho con cháu đó là Bà luôn luôn nghĩ đến con, đến cháu và muốn dành hết cho con cháu của mình những điều tốt đẹp nhất. Và bà luôn thể hiện tình yêu thương, chăm sóc cháu từng ly từng tí. Và ngoài ra, bà còn kể chuyện cho các cháu nghe điều mà các cháu còn rất thích đấy các em ạ. Tiếp tục câu hỏi số 4 nhé. Theo em, vì sao bạn nhỏ thấy vui thích trong kỳ nghỉ hè ở quê? Các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Bạn nhỏ thấy vui thích trong kỳ nghỉ hè ở quê vì được bà chăm sóc, yêu thương, có nhiều trái cây ngon, được bà kể chuyện, vân vân. Như vậy, tình yêu thương của bà dành cho bạn nhỏ làm cho bạn nhỏ cảm thấy rất vui thích khi kỳ nghỉ hè được về thăm quê của bà đấy. Qua bài đọc ngày hôm nay giúp chúng mình hiểu nội dung gì? À, các em à, qua bài thơ này thể hiện tình cảm, suy nghĩ của bạn nhỏ khi nghỉ hè được về quê thăm bà và cảm nhận được những tình cảm của bà dành cho con cháu Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu về nội dung của bài đọc rồi Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài nhé. Trước tiên, các em hãy nghe cô giáo đọc lại toàn bài và đọc thầm theo cô. Về thăm quê, nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê. Bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ. Mảnh vườn quê bé nhỏ Bao nhiêu là thứ cây, bà mỗi năm mỗi gầy. Chắc bà luôn vất vả. Vườn bà có nhiều quả, chẳng mấy lúc bà ăn. Bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái. Em mồ hôi nhễ nhại, bà theo quạt liền tay. Từ tay bà gió đến thơm bao hương quả vườn thoáng nghe bà kể chuyện gió thơm say chập chờn xuân hoài vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc lại toàn bài bây giờ cô mời các em hãy lựa chọn ba khổ thơ mà mình thích nhất để chúng ta luyện đọc lại và đọc thuộc lòng ba khổ thơ đó nhé mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc thuộc lòng nào mời các em quay trở lại màn hình như vậy là vừa rồi chúng mình đã luyện đọc bài về thăm quê tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau